Hello tất cả mọi người nhé. Đây là rau để ngày mai chợ các bạn ạ. Đây là rau ngủ này. Đấy. Nhà ăn không hết rau cho nên là bây giờ phải ngày mai đi chợ. Ngày hôm nay là đi làm về xong giờ thấy một mớ rau ở nhà. Thế là ngày mai đi chợ. Ngày mai có rau đi chợ bán. Đây là rau ngủ. Còn đây là ngò các bạn ạ. Đây đây. Một bó ngò. Ngò bây giờ ở chợ bán nhập nhập sỉ ở nhà cho các xe thương lái thì 5.000 một ký các bạn. Còn ra chợ chắc phải 10.000 một ký, chắc ngày mai đi chợ ấy. Ngày mai Hiền đi theo mẹ đi chợ. Còn đây là dưa leo các bạn. Dưa leo thì ít quá. Bây giờ cuối mùa rồi. Leo ít rồi. Đây là rau cải thìa các bạn này. Đấy. Cứ bịch 5 kg. 5, 10, 15, 20 kg. 20 kg rau cải cải chít. À, cải chít có nghĩa là cải 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 thìa đấy. Đấy. Bây giờ Hiền quay cho các bạn biết là mai là bắt đầu đi chợ các bạn nhé. Mai chắc phải 4 giờ đi chợ này. Ngày mai chắc 4 giờ đi chợ rồi các bạn. Cho nên là bây giờ thì chúng ta có thể vào ngủ để ngày mai chúng ta bắt đầu dậy sớm để đi chợ nhé. Bây giờ là 4 giờ sáng nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đi chợ nhé. Đây là hàng đi chợ này. Chất là thế này thôi các bạn. Đây là mướp đắng rồi đó. Bắt đầu lại sang chợ các bạn ạ. Đường sang chợ thì đường bê tông nhưng mà lại là cái đường mà không có đèn đường các bạn. Ở khu vực bên này thì lại không có đèn đường. Khu vực bên Hiền thì có đèn đường nhưng mà rất bẩn quá cho nên Hiền không có quay video, tại vì đường nó trơn các bạn, đường đất đỏ nên khi mưa xuống cái xe nó chạy nhiều nữa là nó sẽ rất là trơn luôn, đi không cẩn thận sẽ bị té các bạn ạ. Chưa tính tới đường có ổ gà, ổ voi này kia nữa, thế là Hiền không quay. Mất một khúc khoảng chừng nửa km thôi nhưng mà nó rất là nguy hiểm cho nên Hiền sẽ không quay cái khúc đấy các bạn ạ. Hiền sẽ quay khúc này nhá, khúc này là khúc đường bê tông. Tới chợ các bạn ơi. Đây bà ngoại đang bán rau. Chợ đấy đang sớm quá, mới có 4 giờ cho nên là nó khá là sớm các bạn ạ. 4 giờ rưỡi đi từ nhà sang đây đã mất gần 30 phút. Đó. Thì hiện tại thì đang bay ra. Chắc hơi tối. Cuộc sống về đêm nó vậy các bạn. Lúc rau ria này kia. Nhá. Con gái chứ cô. Thì dâu nó đi theo cho. Con gái con dâu nó đi tổng theo. Dâu nhà bà Tí ở dưới Bình Dương. Đây là dưa leo các bạn. Còn kia là mướp, cái giống mướp mướp ngắn á, người ta hay ăn gọi các bạn. Đây ra rồi ngồi bán. Bây giờ trời đang sớm cho nên chợ đang ít người. Đây. Mướp này là một gọi con đó các bạn, tại vì cái thịt của nó dày mà không chỉ cái mướp hương, mướp mướp thường kia. Mướp này thì làm một gọi rất là ngon. Hiện đang để dành 2 quả ở nhà để tí mua thịt bò về làm gọi các bạn. Con hương nào có anh đẹp lại em nấu nha. Con hương hả? Đi chợ sớm là chỉ có sang để đấy rồi người ta tự lấy các bạn. Đưa sang rất là nhiều mà giờ còn có chừng này. Giờ còn có mấy bó ngò thôi nên là giờ vẫn còn sớm cho nên người ta lấy gần hết rồi các bạn. Giờ này đi sang chợ là đồ sỉ luôn rồi chứ không cần bán ngồi bán lẻ nữa. Đây là người ta lựa ra một tí đã là hết. Cho nên là đi chợ sớm rất là tiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sĩ. Đây, chậm nữa có người đi trao dưa các bạn. Ây, bé con, bé Vi đấy. Đi trong chợ thì mình sẽ đi như thế này các bạn ạ. Thì tí nữa trời sáng các tiểu thương đi ra bán hết rồi thì sẽ quay tổng thể chợ cho các bạn cùng xem nhé. Để xách ra đây, xách ra. Baby nó rất là giỏi. Đấy, bắt đầu các tiểu thương bắt đầu đi ra rồi đấy. Chú ơi, ngò bà dưa bà tí gửi. Dạ. Bé đi này bé. Hàng thịt. Hàng thịt các bạn. Đây, trời bắt đầu sáng, các tiểu thương bắt đầu ra mở cửa các bạn ơi. Bây giờ thì bên này thì các chợ thì nó hơi nhỏ tí, tại vì chợ này chợ bé, chợ xã, cho nên nó không như các chợ huyện. Dần dần trái cây người ta tấp vào các bạn. Rau. Ốc bưu bang à? Hả? Rau các tiểu thương các bạn ơi. Cái khu vực này chỉ có khu vực rau thôi nhá. Đây là bắp sú các bạn ơi. Bữa nay mama Hiền này không có bắp sú bán. Các bạn ơi, cái video của Hiền sẽ kéo dài sang tập 2 các bạn nhé. Tập 2 thì trời hừng sáng. Bữa nay tập 1. Đông các bạn, dần dần người đông rồi. Tốt. Video của Hiền sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Các bạn có yêu thích những cái video của Hiền thì các bạn nhớ đăng ký, like, ủng hộ cho Hiền với nhé. Những video của Hiền thì chỉ làm về những cái đời sống chân thực và những cái cuộc sống thường ngày của người dân hoặc là của gia đình nhà Hiền thôi. Hiền sẽ không có làm những cái gì gọi là phô trương hay là những cái gì gọi là diễn hết nha các bạn. Đóng kịch hay là diễn nha. Cho nên là các bạn yêu thích thì các bạn nhớ like, đăng ký và chia sẻ video ủng hộ cho Hiền với nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 nhé các bạn. Bye bye và chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày mới làm việc thật là vui vẻ nha các bạn.